Phương Anh Idol và Minh Sù, những vị khách mời đặc biệt trên chương trình Không Gian Cảm Xúc kỳ này với chủ đề Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu. Tự hỏi lòng mình sao cứ thương nhớ, đợi chờ yêu thương đến khi nào thời gian nhòe hết tơ vương. Chốt sinh ra phần mình trái ngang, yêu đương khác thường, sống giữa đời mềm nhoài, âm thầm chiều bóng đám cay. Chuyện tình yêu phút chốc bỗng trở thành gánh nặng, đã từng vui nay chẳng còn vui. Nếu một ngày ở trong ánh mắt người chỉ là mơ ước xa vời, lỡ chân khi lòng rối bời, đừng bận tâm em sẽ ra đi chẳng quay đầu, từ biệt nhau để sống vì nhau. Mời quý vị đón xem chương trình vào lúc 19:30 phút Chủ nhật 23 tháng 4 năm 2023 trên HTV7.